Chào tất cả các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn về các thì trong quá khứ ha, và sự tương phản của các thì trong quá khứ. Khi nói về các thì trong quá khứ thì chúng ta sẽ nói về past simple, past continuous và past perfect. Đầu tiên, các em sẽ ôn lại cho cô cái thì past simple. Công thức của past simple thì chúng ta sẽ có subject cộng cho V2ED và cộng object. Phủ định thì sẽ là subject cộng cho didn't cộng cho bare infinitive cộng object. Câu hỏi thì mình sẽ chuyển trợ động từ ra đằng trước là did cộng subject cộng bare infinitive cộng object. Nhận dạng của thì simple past thì chúng ta sẽ có những từ như là lost ago yesterday hoặc là in đi với là một mốc thời gian trong quá khứ, chẳng hạn như là năm 1975, and in the past, hoặc những cụm từ như là when I was young, hoặc là một sự kiện lịch sử. For example, my family lived in London when I was young. Một cái việc xảy ra và chấm dứt trong quá khứ. Thì thứ hai, chúng ta sẽ chuyển qua thì past continuous. Công thức của past continuous đó là subject cộng cho was were cộng verb in cộng object. Phủ định thì chúng ta sẽ thêm not vào sau động từ be và câu hỏi thì chuyển trợ động từ ra trước chủ từ. Nhận dạng của thì past continuous chúng ta sẽ có những cụm như là at this time last week, at 4 p.m. yesterday hoặc những từ như là when, were. Và thì quá khứ thực diễn dùng để diễn tả những cái hành động dài trong quá khứ hoặc là những cái hành động song song. For example, she was doing her homework at 4 p.m. yesterday. Hành động dài xảy ra trong quá khứ. Thì thứ ba, đó là past perfect. Công thức của past perfect như thế nào? Câu khẳng định thì sẽ là subject cộng cho had cộng cho be, hay mình còn gọi là past participle cộng object. Phủ định thì các bạn thêm not vào trợ động từ hadn't cộng cho V2ED. Câu hỏi thì chuyển trợ động từ ra trước chủ ngữ. Nhận dạng của thì quá khứ hoàn thành past perfect chúng ta sẽ có những cụm như là before, by the time, after, before yesterday hoặc là trước một mốc thời gian trong quá khứ, chẳng hạn như là before 1975. Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ hoặc để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. For example, she had finished her work before she went home. Cô ấy đã làm xong công việc trước khi về nhà. Như vậy làm xong công việc là hành động xảy ra trước và về nhà là hành động xảy ra sau. Example 2. My uncle had lived in Japan before 1980. Nó diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ, trước năm 1980. Và chú tôi đã sống ở đó rồi, ở Nhật Bản rồi. Giờ các bạn qua tiếp cho cô cái phần sự tương phản của các thì trong quá khứ. Past tense contrast. Rồi mình có ba thì là past simple, past continuous và past perfect. Cái sử dụng của past simple thì nó diễn tả một cái hành động ngắn trong quá khứ. Ví dụ ha, she did her homework yesterday. So với lại thì past simple thì past continuous nó dùng để diễn tả một cái hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Không phải là yesterday mà là at this time yesterday. Thì động từ ở đây sẽ là she was doing. Còn past perfect nó diễn tả những cái hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ. Nhận dạng sẽ là before yesterday. Một cái điểm khác nhau nữa của thì past simple với lại hai thì còn lại là past simple dùng để diễn tả hành động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ. For example, in 1980, they met, fell in love, and got married. Những hành động ngắn xảy ra liên tiếp nhau. Thì quá khứ tiếp diễn thì sao? Past continuous thì nó diễn tả những hành động nhưng mà là cùng xảy ra đồng thời, hành động dài, song song. For example, she was listening to music while he was watching TV. Past perfect thì là diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. For example,
She had left the party before we arrived. Như vậy khi chúng tôi đến thì cô ấy đã đi về. Đấy, đây là cái điểm khác nhau của ba thì. Các bạn ghi chú cẩn thận ha, những cái điểm khác nhau của các thì trong quá khứ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tất cả các bạn.